để dạy cho các đại Bồ Tát hoàn toàn chẳng sanh. Kính bạch Thế Tôn, lìa pháp không sanh, không có pháp để có thể đắc, cũng không có Bồ Tát có thể thực hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Kính bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát nghe nói lời này không kinh không sợ, thì nên biết đại Bồ Tát này có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì nếu khi đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán sát các pháp, thì ngay khi ấy đại Bồ Tát liền không thủ sắc. Vì sao? Vì sắc không sanh, tức là chẳng phải sắc. Sắc không diệt cũng chẳng phải sắc, đã không sanh không diệt, tức là không hai không riêng. Nếu nói sắc tức là nhập vào số pháp không hai. Nếu khi đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán sát các pháp, thì khi ấy đại Bồ Tát không chấp thủ thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức không sanh, tức là không phải thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức không diệt cũng không phải là thọ tưởng hành thức, đã không sanh không diệt, tức là không hai không riêng. Nếu nói thọ tưởng hành thức tức là nhập vào số pháp không hai. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: như tôi hiểu nghĩa ngài nói, các đại Bồ Tát vân vân hoàn toàn không sanh, nếu vậy thì do duyên nào có các Bồ Tát vì độ vô lượng vô số hữu tình mà tu trăm ngàn hạnh khổ khó thực hành, chịu đủ vô lượng khổ lớn sanh tử? Thiện Hiện thưa: chẳng phải tôi đối với pháp vô sanh kia cho rằng có Bồ Tát vì độ vô lượng vô số hữu tình mà tu trăm ngàn hạnh khổ khó thực hành, chịu đủ vô lượng khổ lớn sanh tử. Nhưng các Bồ Tát tuy làm việc này mà ngay trong đó không nghĩ tưởng hạnh khổ. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì nếu đối với hạnh khổ phát sanh tưởng hạnh khổ, thì không thể lợi ích cho vô lượng vô biên hữu tình. Thế nên Bồ Tát đối với các hạnh khổ phát sanh tưởng hạnh vui, đối với hạnh khó thực hành phát sanh tưởng dễ thực hành, đối với các hữu tình phát sanh ý tưởng như cha mẹ và chính bản thân mình, vì độ cho người kia nên phát tâm Bồ Đề, nhờ đó mới có thể làm được những việc lợi ích lớn. Khi ấy Bồ Tát tư duy như tự tánh đối với tất cả pháp, đem tất cả chủng loại, tất cả nơi chốn, thời gian tìm không thể được. Các pháp trong ngoài cũng như vậy, hoàn toàn không sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc. Nếu trụ tưởng này thì chẳng thấy có hạnh khổ khó hành. Nhờ vậy có thể vì vô biên hữu tình tu trăm ngàn hạnh khổ khó hành, làm lợi ích lớn cho các loài hữu tình. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: các Bồ Tát này thật không sanh phải không? Thiện Hiện thưa: đúng như vậy, đúng như vậy, tất cả Bồ Tát đều thật không sanh. Xá Lợi Tử hỏi: chỉ có Bồ Tát thật không sanh hay là Trí Nhất Thiết cũng thật không sanh? Thiện Hiện thưa: Trí Nhất Thiết cũng thật không sanh. Xá Lợi Tử hỏi: là chỉ Trí Nhất Thiết thật không sanh hay là các phàm phu cũng thật không sanh? Thiện Hiện thưa: các phàm phu cũng thật không sanh. Xá Lợi Tử hỏi: nếu các Bồ Tát thật không sanh thì pháp của các Bồ Tát cũng phải không sanh. Nếu Trí Nhất Thiết là thật vô sanh thì pháp Trí Nhất Thiết cũng phải không sanh. Nếu phàm phu thật không sanh thì pháp phàm phu cũng phải không sanh. Nếu vậy Bồ Tát được Trí Nhất Thiết có phải đối với pháp không sanh mà chứng vô sanh phải không? Thiện Hiện đáp: ý tôi không cho rằng trong pháp vô sanh có đắc có chứng. Vì sao? Vì trong pháp vô sanh không có chứng đắc vậy. Xá Lợi Tử hỏi: là cho rằng pháp sanh chứng pháp sanh hay là cho rằng pháp vô sanh chứng pháp vô sanh? Thiện Hiện thưa: ý tôi không cho rằng pháp sanh chứng pháp sanh, cũng không cho rằng pháp vô sanh chứng pháp vô sanh. Xá Lợi Tử hỏi: là cho rằng pháp sanh chứng pháp vô sanh hay là cho rằng pháp vô sanh chứng pháp sanh? Thiện Hiện thưa: ý tôi không cho rằng pháp sanh chứng pháp vô sanh, tánh